Vào sáng ngày 7 tháng 6, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp tổng kết tháng công nhân lần thứ 14 năm 2022 và tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo với chủ đề đồng hành, hiệu quả, lan tỏa. Trong thời gian diễn ra tháng công nhân, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp đã tổ chức được 8 lượt điểm phúc lợi đoàn viên, bán hàng giảm giá cho hơn 5.000 lượt đoàn viên công đoàn người lao động, phối hợp tổ chức ngày hội vì sức khỏe người lao động, tư vấn thăm khám miễn phí cho 300 đoàn viên người lao động và gia đình trong giai đoạn hậu Covid-19, trao tặng 2 máy ấm công đoàn, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động. Tổng kinh phí chăm lo trong tháng công nhân ước tính gần 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn an toàn vệ sinh viên, tổ chức chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng dẫn công đoàn cơ sở tham mưu chủ doanh nghiệp thực hiện chương trình cảm ơn người lao động, thành lập câu lạc bộ dạy nghề không đồng. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp cũng đã tôn vinh biểu dương 10 tập thể có đóng góp tích cực trong các hoạt động tháng công nhân lần thứ 14 năm 2022, 130 cá nhân trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.